Ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Song Trời 1987, trú tại xã Vũ Y Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, về tội mua bán phi pháp chất ma túy. Nhận được lên tiếng của tòa án nên từ sáng sớm, hậu phi của Trời là Hà Y L đã cầm xe đưa con nhỏ xuống để được gặp gỡ cha. Kể từ ngày bị cầm đã 4 tháng trôi qua nhưng L và con chưa được gặp gỡ chồng. Khi thấy chồng được công an dẫn đến phiên tòa, L bật khóc. Được biết, từ giữa tháng 5 năm 2019, Trò gặp gỡ song Sìn người Lào trong một lần đi chợ ở cửa khẩu. Cả hai làm quen và cho nhau số máy tính bảng để liên lạc. Ngày 13 tháng 6, gọi điện thuê Trò mang 12 kg ma túy đá đi bán cho người đàn ông tên Tuấn ở thành phố Vinh Nghệ An, với cách mức 160.000 đô la Mỹ. Sau khi phi vụ thắng lợi, Sìn sẽ trả tiền công cho Trò 5.000 đô la Mỹ. Bị cáo Trò tại phiên tòa. Được Trò đồng ý, Tuấn lập tức gọi điện hẹn Trò gặp gỡ nhau tại quảng trường Hồ Chí Minh để nhận mặt. Ngay sau đó, Trò đã đi xe máy từ nhà xuống thành phố Vinh gặp gỡ Tuấn và lên tiếng chính là người đã được Sìn thuê đi giao ma túy và nhận tiền về. Sau cuộc nói chuyện, Trò nối tiếp chạy xe máy về xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An, rồi chờ ở đây theo chỉ dẫn của Sìn. Trưa 14 tháng 6, Sìn gọi Trò đến cửa khẩu để nhận ma túy. Tại đây, Trò gặp gỡ hai người Lào không quen biết và được hai người này đưa cho một ba lô vải, bên trong có 12 kg ma túy đá. Trò có nhiệm vụ đưa số hàng này giao cho Tuấn và lấy số tiền 160.000 đô la Mỹ về. Khoảng 12 giờ 50 ngày 14 tháng 6, khi Trò chở ma túy đến khu vực khe xã Thanh Thủy, thì bị lực lượng công dụng phát hiện và cầm quả tang. Tại phiên tòa hôm nay, Trò đã khai nhận toàn cục hành vi tội lỗi của mình. Giải thích về việc biết chở thuê ma túy là phạm pháp nhưng vẫn làm, Trò cho biết do hoàn cảnh gian khổ và thiếu hiểu biết pháp luật. Khi nghe Sìn nói mức tiền công lớn 5.000 đô la Mỹ nên đã làm liều. Xem xét hoàn toàn vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Song Trời án tử hình về tội mua bán phi pháp chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, chị L khóc nức nở chạy theo chồng ra xe nhưng không kịp. Khi chồng bị công an dẫn lên xe đưa về trại giam, L té quỵ giữa sân tòa mà khóc.